trong trái tim em một tình yêu siêu khủng long. Anh nói anh đi tán đơn vậy em cũng sẽ tán đơn, nhưng mà anh yêu em, nhưng mà anh bên em đơn giản mà cũng rất tán đơn. Chị cũng biết về luật chơi của trò này nên là mình bắt đầu chơi với nhau luôn nhá. Em sẽ cho chị ra từ trước đi. Việt Nam. Nam Nhi. Nhi Đồng. Đồng Niên. Niên Giám. Giám Đốc. 5, 4, 3, 2, 1. Hết rồi. Ok, bây giờ chị chọn đi. Là bị đánh hay là làm thử thách? Bị đánh đi. Bị đánh à? Ok. Em sẽ được đánh vào bất kỳ một vị trí nào em thích. Toàn rồi. Toàn thật rồi vui em mà. Em xin lỗi anh. À thế à? À thế làm sao mà à? Nào mình tới với hiệp 2 luôn nhá. Okay, bạn trước đi. Vâng ạ. Đẹp trai. Trai sáng. Tráng sĩ. Sĩ quan. Quan liêu. Liêu. À, chị cứ bình tĩnh. Liêu siêu. Này á. Siêu lòng. Lòng lợn. Lợn xề. Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Thử thách đúng không? Thử thách của chị là các bạn có muốn được hôn đúng không ạ? Có vẻ thích. Nào, thôi, em sẽ cho chị một thử thách rất là dễ. Đó chính là tặng cho người bạn đi cùng với chị một nụ hôn vào. No, cái này không được. Tại sao? Bởi vì mình có người yêu rồi. À, có người yêu rồi. Có người yêu rồi, thế thì thôi em cũng không muốn phá nát hạnh phúc gia đình đâu. Thế là cho chị hôn con gái nhá. Được không? Hôn bạn nữ áo trắng kia đi. Hôn chạm môi nhá. Môi á? Chạm môi thôi, chỉ một cái chạm môi thôi. Ok. Rồi rồi, hôn chưa đây, hôn chưa đây mọi người. Chưa ai nhìn thấy đúng không? Chưa ai nhìn thấy rồi. Hôn lại. Hôn là mọi người phải đồng ý thôi này. Rồi, 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 rồi. Thì ba em lại cho chị ra từ trước đấy. Quân nhân. Nhân loại. Loại bỏ. Bỏ bê. Có nhân dùng cho bê quá. Bê gì? Bê gì? Bê quá. Chơi luôn. Bê quá đúng không? Quá quắt. Quắt queo. Queo quắp. Không, làm gì có queo quắp. Ồ, có đúng không? Có đúng không? Không có. Này không, tôi không hỏi cái khu này. Có queo quắp không? Có queo quắp không mọi người? Không. Ok, thua. À, em chọn thử thách đi. Không được bạn nam nhá. Không môi bạn nam luôn. Thôi, đừng chị, em chưa có người yêu. Thôi rồi, cho chị đánh. Chị có thể đánh tay em không? Nhưng nghĩa là sao? Chị dùng tay chị đánh vào tay em. Không, chị đánh vào tay em luôn. Giờ đấy chị cho chị quất. Chị thích làm gì em thì làm. Tay mềm nha. Ok, từ đã. Có một món quà này cho chị chọn đi. Hả? Ok, cảm ơn chị. Chúc chị chơi vui vẻ. Bye bye. Ui, đỏ hết cả tay rồi. À, còn ai muốn chơi nối chữ mình không ạ? À, bạn này đi. Đu đưa. Đưa đẩy. Đẩy đà. Chỉ có đẩy đà thôi, chỉ có đẩy đà. Đẩy. Đẩy đà. Đi vào phải con, đi vào phải tao lấy mày. Ok. Thôi được, ok. Đà Lạt. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Tưởng như nào? Toàn đi bắt nạt trẻ con. Bây giờ chọn đi, bị đánh hay là làm thử thách? Thôi bị đánh đi. Bị đánh nhá. Không được treo. Thôi rồi, quay mông qua đây. Rồi, hiệp 2. Áo hồng. Hồng hào. Hào nhoáng. Nhoáng chớp. Chớp giật. Giật gân. Gân guốc. Guốc mộc. Mộc nhĩ. Ôi rồi, tao rồi, tao rồi. 5, 4, 3, 2, 1.
xin một lần được thua luôn đấy. Nào bây giờ chọn bị đánh hay là tạm thử thách đây? Thôi đổi hứng chọn thử thách đi anh ơi. Thử thách à? Thử thách gì cho ông này bây giờ nhỉ? À, đây rồi. Bạn này, bạn ra mình nhờ tí. Bạn đây, bạn đây. Không sao đâu, không chết đâu mà sợ. Không, bạn bạn này cơ, bạn này cơ, bạn này. Đó. Ra đây. À, bế bạn này lên. Xong rồi đứng lên ngồi xuống 5 cái. Bé mà, bé tí mà. Nào. Chưa bạn ơi. Mày chui vào đây em, điên mày túm cái gì đây? Nào nào nào, bế lên, bế lên, bế lên. Bao nhiêu người đòi bế không được bế kìa. Rồi, nào đứng lên ngồi xuống 5 cái. 1, ôi từ từ, nhẹ thôi. 2 3 4 5, giỏi. Rồi rồi rồi, cảm ơn bạn nhiều nhá. Lung linh. Linh vật. Vật thể. Thể dục. Dục vọng. Vọng cổ. Cổ kính. Kính râm. Râm bụt. Bụt ơi. Ơi ơi. Ơi nhau. Nhau nhau. À. Nhau đanh. What the hell? Nhau đanh là đánh nhau. Ôi, xuất sắc mẹ luôn. À không, ở chương trình của mình á, được dùng cái từ đấy thoải mái, nó thể hiện IQ của các bạn. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Cái gì đánh đá đúng không? Đá cuội. 5 4 3 2 1 hết giờ. Thôi. Hiệp 3 chọn đi. Bị đánh hay là thử thách? Bị đánh. Bị đánh đúng không? Bỏ cái tay à. Yeah. Thôi nhưng dù sao là mình cũng rất cảm ơn bạn đã tham gia chương trình của mình. Cho bạn chọn một phần quà. Ăn đi. 2000 years later. Bạn đi xinh đi kia mà mấy con cá sấu. Thôi cảm ơn bạn nhá, chúc bạn chơi vui vẻ. Em nói trước đi. Từ đầu tiên không được gọi từ khó. Con lợn, lợn hồng. Hồng hào. Hào môn. Môn hóa. Hóa trị. Trị liệu. Liệu trình. Trình độ. Độ loa. Độ loa. Độ loa. Loa đài. Đài hỏng. Hỏng hóc. Hóc xương. Xương sẩu. Không, không biết. Ok, đây là em thua nhá. Bây giờ em được chọn hình phạt là một là em sẽ chịu bị đánh, hai là em sẽ làm thử thách của chương trình. Em bị đánh ạ. Bị đánh đúng không? Ôi, sao tao chơi gì hiền đấy. Chơi đấy, nhìn các bạn kia, các bạn bị phẫn nộ kìa. Nào bây giờ đánh là phải đánh thật. Hiệp 2 cho em được quyền ra từ trước đấy. Lá cây. Cây cối. Cối xay. Xay ớt. Ớt cay. Cây cú. Cú mèo. Mèo hoang. Hoang dại. Dại khờ. Khờ khạo. Tức là gì rồi em? Cho em bình tĩnh suy nghĩ. Khảo à? Khảo làm gì có từ nào đâu. Bảo bình tĩnh suy nghĩ rồi chứ cũng chẳng có từ nào đâu. Không có từ nào. Lại thua nhá. Vâng. Bây giờ em chọn. Cấm đánh vào đây. Thì anh đánh chỗ khác. Còn gì cần dày chỗ. Nào bây giờ chọn. Bây giờ chọn hình phạt đi. Bị đánh ạ. Vẫn bị đánh. Vâng. Quay cái mông ra đây. Quay cái mông ra đây. Nào quay đây. Dạ em có cho em suy nghĩ lại à. Chọn thử thách ví dụ như là gì thì tí biết. Chọn đi rồi tao biết. Mà thử thách có quá đáng lắm không? Yên tâm là trong khả năng em có thể làm được. Anh không bảo em lên trời đâu mà lo. Thử thách nhá. Các ông có thích được ôm hay được hôn gì không ạ? Hôn nhá. Thích không? Em có yêu rồi ạ. Rồi thế bây giờ cho ôm đi. À, ôm một người chỉ định. Không, 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 không. Thế thì dễ dàng quá. Ôm anh nhiều đi. Ra ôm anh kia kìa. Anh cặp ba lô trắng kìa. Ra ôm anh ấy. Ôm kìa, anh bỏ ra thôi. Anh không biết gì mà. Rồi, ok. Bán cuối thì mình lại cho bạn được ra từ trước đi. Con cá. Cá trích. Trích chè. À thôi, vòng đầu tiên. À? Vòng đầu tiên. Vâng. Anh cũng không nỡ cho em 3 phát thua đâu. Nào. Rồi, trích bông. Bông hoa. Hoa cúc. Cúc quần. Quần đùi. Đùi bò. Bò tót. Tót mỡ, tót mỡ. Tót cơ mà. Anh xin lỗi. 5 4 3 thôi ạ. Thôi đúng không? Thế chịu đi, chịu hình phạt đi, chọn đi. Thôi bị đánh. Lại bị đánh. Thôi rồi, quay mông qua đây. Thôi đánh qua đi không?
Trừ 3 vòng à. Em là người lựa chọn, còn anh là người được đánh mà. Quay mông vào đây. Lại thử thách. Nào, bây giờ là có ông nào thích hôn không ạ? Không hôn. Không hôn à? Không hôn. Thôi rồi thì ra hôn bạn bạn áo trắng kia đi. Hả? Yeah, ra hôn bạn đấy. Nhanh. Nào bạn này mình nhờ một tí. Hôn nhau mà vui mà. Vào đây. Hôn gái mà có mất gì đâu. Nào hôn nhau đi à? Nào mọi người hôn nào. Hôn đi. Hôn thích hôn vào đâu thì hôn. Hôn đi. Hôn nào hôn thật nhá, hôn đùa là bắt hôn lại ấy. Rồi được rồi. Dù sao thì cũng rất là cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình của mình. Thì bây giờ mình có một phần quà nhỏ nhỏ cho hai bạn. Bạn này thua nhiều cho con lợn này. Bạn thích con gì? Trong con chỗ này. Rồi rất là cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình của mình. Chào bạn nhá. Còn ai thích chơi nối chữ không ạ? Ôi, sao mọi người giải tán hết đi nhỉ?